Bộ Tài chính đã vừa có công văn gửi đến Bộ Công Thương về việc triển khai nghị quyết số 20 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu mỡ nhờn. Đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo giám sát các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu triển khai việc thực hiện điều chỉnh giảm giá bán xăng dầu tương ứng với giảm thuế bảo vệ môi trường, bao gồm các mặt hàng không điều hành qua giá cơ sở. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày hôm nay 11 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu mỡ nhờn cụ thể như sau: xăng trừ ethanol còn 1.000 đồng một lít, nhiên liệu bay còn 1.000 đồng một lít, dầu diesel còn 500 đồng một lít, dầu hỏa vẫn giữ mức 300 đồng một lít, dầu mazut còn 300 đồng một lít, dầu nhờn còn 300 đồng một lít, mỡ nhờn còn 300 đồng một ký. Cùng với đó, các cơ quan thuế, hải quan địa phương cần chủ động tuyên truyền, phổ biến, đảm bảo hệ thống quản lý thuế, phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế và hướng dẫn cho người nộp thuế trên địa bàn kịp thời triển khai thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu mỡ nhờn theo đúng quy định. Việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu sẽ góp phần hỗ trợ phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, góp phần ổn định thị trường xăng dầu trong nước, kiềm chế lạm phát trong bối cảnh hiện nay. Cũng liên quan tới câu chuyện này, khi mà giá xăng dầu đã quay đầu giảm mạnh từ 0 giờ ngày hôm nay 11 tháng 7. Thông tin này khiến cho nhiều người tiêu dùng phấn khởi, vui mừng vì sinh hoạt phí đã có thể giảm bớt được một khoản chi tiêu. Và họ cũng chờ đợi chính phủ sẽ sử dụng thêm các công cụ chính sách về thuế phí để mặt hàng này tiếp tục đà giảm, giúp giá cả nhiều loại hàng hóa sẽ xuống thang sau một thời gian dài tăng phí mãi. Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 3.103 đồng một lít xuống mức là 27.780 đồng một lít. Xăng RON 95 được điều chỉnh giảm 3.088 đồng về mức là 29.670 đồng một lít. Dầu diesel giảm 3.022 đồng xuống mức là 26.590 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 2.008 đồng xuống mức 26.340 đồng một lít. Dầu mazut giảm 2.010 đồng xuống còn 17.710 đồng một kg. Thông tin này khiến không ít người tiêu dùng tỏ ra vui mừng và hy vọng với đà này giá nhiều mặt hàng cũng sẽ giảm theo. Xăng giảm giá thì tôi cảm thấy rất là vui, là một người tiêu dùng tôi cảm thấy rất là vui vì xăng giảm giá thì kéo theo các mặt hàng tiêu dùng khác cũng sẽ giảm giá theo, thì đấy là một điều vui cho người dân ạ. Người chạy theo công nghệ như bọn em thì thực sự để một ngày bọn em chạy hơn 100 cây số đến 200 cây số thì nó thật ra nó, tính ra nó rất nhiều. Một ngày phải rơi vào nó sẽ giảm được tầm 3-40 nghìn, mà nếu tính ra một tháng là bọn em có thể giảm được hơn 1 triệu đấy. Thật ra là nó rất là vui. Như vậy đây là lần thứ 2 xăng dầu giảm sau 7 lần tăng giá liên tiếp. Mức giảm 3.000 đồng mỗi lít đã đưa xăng dầu về thời điểm tháng 3 năm 2022. Ngoài ra, do quyết định giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu có hiệu lực từ 0 giờ ngày 11 tháng 7, nên Liên Bộ Tài chính Công Thương cũng quyết định điều chỉnh giá ngay từ thời điểm này, thay vì 15 giờ như thường lệ. Sau lần giảm tối đa thuế bảo vệ môi trường, nhiều ý kiến cho rằng dư địa để giá xăng dầu về sát mốc 20.000 đồng mỗi lít cần tính toán giảm tiếp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu. Chính phủ đề nghị là xuống đã cái mức sàn thấp nhất rồi, Thường vụ Quốc hội không còn có thể mà điều chỉnh giảm thêm được nữa, thì chính phủ cũng phải cân nhắc. Bây giờ nếu mà giảm xuống 1.000 thì giảm trực tiếp xuống là chỉ 1.100 đối với xăng thôi, còn không đáng kể gì cả. Rà soát về tất cả những cái dòng thuế trong xuất nhập khẩu thì nó còn nhiều, chứ không phải là xăng dầu không. Còn đối với VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt ấy, có thể nếu mà cần thiết thì cũng xin phép là Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể là tổ chức cách nào đấy để mà quyết định cái thuế VAT và thuế nhập khẩu nó khi mà chính phủ trình nó sớm nhất để chúng ta là kiểm soát được lạm phát cũng như là tạo điều kiện để phục hồi phát triển kinh tế. Thuế tiêu thụ đặc biệt đang là loại thuế mà chúng ta thấy nó có nhiều cái bất hợp lý đối với mặt hàng xăng dầu, cho nên là mà nó lại phụ thuộc vào quyền quyết định của Quốc hội.